Xin chào tất cả mọi người. Đang quay cho mọi người xem Tài bên nấm đang luyện công. Tài này luyện trong xưởng thôi nha mọi người, chưa đủ chỉ tiêu mà ra ngoài đường được. Ra ngoài đường là phải cần có giấy tờ chứng chỉ. Nay chỉ hoạt động tạm thời ở xưởng luyện cho tay lái. Trong là Tài vẫn còn nhát khi ra đường, chứ còn ở trong xưởng quen rồi, đã luyện gần cả năm rồi. Giờ đây thành tuy là Tài tập nhưng mà đây cứng lắm. Nữ nha mọi người. Trong hiện tại thì đang đảo cái mùng đi. Để chi? Để cho nó được thoát bớt cái lưu lượng khí mà không tốt ở trong quá trình mà cái đóng mùng mình để. Cũng bài bản ra phết à. Này là mùng cao su để đóng phôi bào ngư nha mọi người. Còn cái mấy cái bao đó là cổ. Đánh lái rồi bài bản đó mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng bên nấm. Giờ nấm tăng tốc làm những cái đơn hàng Tết. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.